đó có Nguyễn Vi Khanh là cha của Nguyễn Trãi. Nghe tin cha bị bắt, Nguyễn Trãi vội vàng theo cha đến Mục Lam Quan để hầu hạ cha lúc tuổi già. Và nhân lúc vắng người thì Nguyễn Vi Khanh đã nói với Nguyễn Trãi rằng: "Con là người có học có tài, nên tìm cách rửa nhục cho nước, trả thù cho cha, như thế mới là đại hiếu." Vâng lời cha, Nguyễn Trãi đã quay trở về, nhưng đến thành Đông Quan, ông đã bị giặc Minh bắt. Và biết Nguyễn Trãi là người có tài, thì tướng giặc Trương Phụ và Hoàng Phúc đã tìm mọi cách dụ dỗ mua chuộc, nhưng Nguyễn Trãi vẫn kiên quyết chối từ làm quan cho nhà Minh. Vâng, và trong khoảng thời gian này, khi Nguyễn Trãi đã tìm mọi cách thoát khỏi tay giặc, ông đã